Đó, hôm qua em lấy số mô tờ nha anh chị, thứ hai này ngày 30 tháng 10 này. Đó, hôm qua em lấy tới 15 tờ. Đó, đại chính đại phụ gì em cũng lấy hết, nhưng mà cũng chặt lắc hết luôn nha anh chị. Thì mình trao giá số thì mình có khi nó vô giá bãi giá tóm này cũng đỡ, nó gỡ gọt. Mà nó không vô trong cái chủ yếu trong cái giải lớn thôi. Mà mình chơi với số như hút hụi nha anh chị, biết đâu là nó vô giải lớn thì mình có tiền lên đi phú thôi. Đó, thì bữa nay cái đài Đắk Lắk này ngày 31 tháng 10 nè, thứ ba này nha anh chị. Đó, rồi. Thì số đầu tiên là 253. Đó, 253. Rồi tới số thứ hai là 972. Đó, 376 là Quang Nôm. Rồi. Tôm bông ba, rồi Quang Nôm luôn. Rồi, này Quang Nôm nữa nè, 762 Quang Nôm, cái này 20 tờ hết. Rồi số tôm 20. 139. 590. 417. 259. 976. 135. 594. À, 371. 594. Rồi. Hôm nay em bán số ít nha anh chị, số không bao nhiêu, nhưng mà hôm qua bán cũng ít rồi. Đây còn có hơi tờ này. Rồi, anh chị nào mua giấy số thì có gì điện cho em giữ số cho anh chị nha. Số điện thoại 0968634712 nha anh chị. Đó, số Zalo luôn nha anh chị. Có gì anh chị mua bán tài khoản cũng được. Tài khoản Agribank, tên Vi Ngọc Tài, 451-220-527-3226. Đó. Rồi, anh chị nào điện trước thì em giữ số, anh chị lấy trước 5:20. Đó, còn tốt. Còn anh chị nào có niềm tin tưởng thì để em giữ số. Tới nếu trúng thì anh chị em đã lấy. Rồi thì video em cũng quay ngắn gọn thôi. Cảm ơn quý anh chị đã xem video của em. Đó, chúc cho anh chị chiều nay thần tài gõ cửa mọi nhà. Anh chị phát lộc phát tài, trúng giải lớn. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều.